đừng tiếc like và comment khi xem video này. Tử vi tháng 9 2018 dương lịch, top 3 con giáp công danh rực rỡ, thăng tiến không ngừng. Xem tử vi tháng 9 2018, 3 con giáp dưới đây có màn thể hiện xuất sắc, thành công liên tiếp, đường công danh sự nghiệp thăng tiến ầm ầm. Một là người tuổi Sửu. Trong số 12 con giáp, người tuổi Sửu có thể nói là một trong những con giáp kiên trì nhất, bản mệnh không ngại khó khăn gian khổ, không vì khó khăn trở ngại mà lùi bước, cuối cùng cũng chờ đến ngày trời quang mây tạnh, được mặt trời chiếu sáng muôn nơi. Trong tháng 9 2018 dương lịch, tích là ngày 22 tháng 7 đến ngày 21 tháng 8 theo lịch âm, bản mệnh có thêm quý nhân phù trợ nên cho dù có chuyện rắc rối phiền phức thì cũng sẽ nhanh chóng được giải quyết. Tuổi Sửu có thể mạnh dạn tiến hành các kế hoạch mình ấp ủ từ lâu. Xem tử vi tháng 9 dương lịch, bản mệnh đang đạt được những bước tiến khá lớn về công việc, trên đà tiến chuyển tốt. Con giáp này cần hết sức cố gắng phát huy được năng lực của mình, khả năng cao, thời gian tới sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến. Có điều bản mệnh làm gì cũng nên khiêm tốn, chớ khôi trương, kiêu ngạo quá mức. Người xưa có câu thắng không kiêu, bại không nản. Nếu bản mệnh vừa mới đạt được thành công bước đầu mà đã đi khắp nơi khoe khoang không ai coi ra gì thì đừng thắc mắc sao có thể nhiều người ghét mình. Xin tiết lộ rằng tiểu nhân vận trình trong tháng không hề nhỏ, tuổi Sửu nên ghi lòng tạc dạ điều này, chuyên tâm làm tốt việc của mình thì sẽ có thành quả tốt, đắc ý lo chuyện bao gồm thì hậu quả sẽ không lường. Hai là tuổi Dần. Theo dõi tử vi phương Đông, người tuổi Dần đã có những bước đầu khởi sắc tốt đẹp trong sự nghiệp của mình. Những thất bại trước đó lui dần vào quá khứ, bản mệnh đã biết cách rút kinh nghiệm, bỏ qua những lĩnh vực phải làm thế mạnh của mình, cũng biết cách làm sao cho tận dụng được lợi thế của mình tốt nhất. Con giáp này rất có tinh thần học hỏi, không bao giờ ngừng cố gắng. Người khác có thể giúp đỡ bạn có cơ hội, nhưng chính sự nỗ lực của bản thân tuổi Dần mới khiến cho cơ hội đó trở nên đáng quý, bởi con giáp này đã tận dụng tốt cơ hội để mang tới lợi ích cho riêng mình. Trước khi làm việc gì, bản mệnh cũng đều nhắc nhở bản thân phải chuẩn bị chu đáo, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ thay vì làm ào ào cho xong. Cũng chính nhờ thế mà tuổi Dần hạn chế được không ít những sai sót, cũng có phương án xử lý hiệu quả vấn đề bất ngờ phát sinh, không vì những chuyện ngoài dự kiến mà đi chệch mục tiêu. Trong tháng này có điều báo tăng lương thăng chức rõ ràng, bản mệnh chớ nên chần chừ do dự mà hãy mạnh mẽ tiến bước, thành công đang ở ngay phía trước, bạn không còn quá xa xôi nữa. Ba là người tuổi Tỵ. Xem tử vi tháng 9 2018, người tuổi Tỵ trong tháng này có được nhiều may mắn trên con đường tìm kiếm công danh và sự nghiệp, bản mệnh làm gì cũng may mắn hơn mức bình thường, mưu sự dễ thành. Thời điểm này cát khí vượng thích hợp cho tuổi Tỵ tiến hành những công việc quan trọng, những kế hoạch đã được dày công chuẩn bị khả năng thành công cao hơn gấp nhiều lần. Tất nhiên không thể thiếu những khó khăn cản trở trước mắt, nhưng bản mệnh đừng quá lo lắng mà hãy bình tĩnh, tự tin làm theo suy nghĩ của mình. Với năng lực hiện tại của mình, con giáp này hoàn toàn có thể xử lý được những vấn đề còn tồn đọng, đưa mọi thứ trở về đúng hướng của nó. Bản mệnh đừng ngại rằng chưa có kinh nghiệm, hãy cứ mạnh dạn tiến bước. Nếu có cơ hội hãy tự tin nắm vững, bạn vẫn chưa khai thác hết tiềm lực trong con người mình đâu. Bước đường tương lai với nhiều thành công rực rỡ đang chờ đón con giáp này đó. Tử vi tháng 9 2018 về dương lịch, top 5 con giáp đào hoa chờ xe bông tới rước, tình duyên vượng, đào hoa thắm sắc. Ai là con giáp may mắn ấy? Cùng xem tử vi tháng 9 dương lịch này để chuẩn bị đón tin vui nhé. Một là người tuổi Sửu. Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu trong tháng này đang diễn ra vô cùng tốt đẹp, nhất là những bạn còn độc thân. Cơ hội để tìm thấy người trong mộng của bạn khoảng thời gian tới là rất lớn, chớ nên bỏ lỡ. Hãy xem ngay tuổi Sửu hợp với tuổi nào trong tình duyên và hôn nhân nhé. Về các cặp đôi chọn được ngày lành tháng tốt thì có thể mau chóng tiến hành các chuyện cưới xin. Cuộc sống hôn nhân có thể khiến cho hạnh phúc tiếp nối, cuộc đời bước sang những ngã rẽ mới với nhiều điều đáng mong đợi. Hai là người tuổi Tý.
theo dõi tử vi phương Đông, người tuổi Tý tuy trong tháng 9 này vận trình không được suôn sẻ cho lắm, nhưng riêng về đường tình duyên lại vô cùng rực rỡ, có nhiều tín hiệu đáng mừng. Những bạn còn độc thân không phải lo lắng không có người yêu, biết bao người tỏ lời yêu thương, chỉ là bản thân bạn có thấy đủ rung động mà nhận lời hay không mà thôi. Đi đến đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ, đào hoa nở, các cặp đôi tim vui tưới tấp, thậm chí có thể sẽ đi đến chuyện trăm năm, tình cảm tiến triển với tốc độ nhanh tới mức chính bạn cũng không thể tin được. Chuẩn bị tinh thần đi nhé, có khả năng bạn và người ấy sẽ tính tới chuyện hôn nhân ngay trong tháng này đó. Với các cặp vợ chồng, cuộc sống lứa đôi đầm ấm, những mâu thuẫn trước đó dần tiêu tan, nhà đón tin vui, có thể là vợ chồng mong ngóng con đã từ lâu nay đã được thoải nguyện, hoặc con cái học hành giỏi giang đỗ đạt khiến bố mẹ tự hào. Ba là người tuổi Dần, xem tử vi tháng 9 dương lịch, người tuổi Dần quả là một con giáp may mắn trong chuyện tình yêu, khi mà bản mệnh tìm được người xứng đôi vừa lứa. Người độc thân được nhiều người khác phái để mắt đến, sức hút của con giáp này khá là không vừa. Các cặp đôi tìm được tiếng nói chung và không ngừng phát triển tình cảm theo hướng tích cực. Đôi bên không còn vướng mắc và dần hiểu cho nhau, thông cảm cho những vất vả của đối phương. Cuộc sống gia đình ấm áp, vui tươi khiến con giáp này lúc nào cũng chỉ muốn về nhà. Hôn nhân không phải là mồ chôn tình yêu, mà khi cả hai người đều chung tay xây đắp hạnh phúc lứa đôi, vợ chồng cùng bàn bạc, thương lượng với nhau về mọi việc nên không tồn tại mâu thuẫn cũng như bí mật gì. Ba là người tuổi Hợi. Người tuổi Hợi trong tháng 9 dương lịch, tức từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 21 tháng 8 theo lịch âm này, có đào hoa nở rộ, tình duyên tắm sắc. Bất kể là người đã có đôi hay còn chăn đơn gối chiếc cũng đều có tin vui cho mình, nét hạnh phúc hiện diện trên nét mặt. Vợ chồng hòa hợp về tinh thần tình dục, không có nhiều mâu thuẫn nảy sinh, đôi bên đã hiểu cho những điều mà đối phương lo lắng, dễ dàng đưa ra những lời khuyên, những lời an ủi, động viên hiệu quả, khiến cho tình cảm của hai người ngày càng thêm bền chặt lâu. Xem tử vi tháng 9 2018 dương lịch theo lịch vạn niên, nếu cặp đôi có ý định sinh con đẻ cái thì có thể bắt đầu tiến hành khoảng thời gian này. Cát khí vượng sẽ có lợi cho việc thực hiện những ước mơ muốn trở thành sự thực. Về tình duyên vượng, người độc thân được nhiều người giới thiệu cho một nửa xứng đôi vừa lứa, bản mệnh không phải quá khó khăn để tìm được nửa kia phù hợp cho mình nữa. Dù sao cũng có nhiều người đã vượt qua vòng tuyển chọn của người thân quen của tuổi Hợi, đó là những người hiểu bạn và biết bạn cần điều gì ở nửa kia của mình. Năm là người tuổi Thìn. Với người tuổi Thìn, tin vui về đường tình duyên đến tới tấp. Điểm báo tử vi tháng 9 cho thấy trong tháng bản mệnh có hỷ sự, có thể các cặp đôi sẽ tính tới chuyện về chung một nhà. Dù sao tình cảm đã chín mùi cũng không phải trì hoãn nữa. Nhớ xem ngày tốt xấu để chọn ngày đẹp nhất nhé. Vận trình thuận lợi, người có gia đình cũng sẽ tìm được cảm giác hạnh phúc ấm áp bên những người mình yêu thương nhất. Đừng tiếc like và comment khi xem video này. Tử vi tháng 10 năm 2018 dương lịch, con giáp này sự nghiệp lên như diều gặp gió. Nếu bạn đang mong chờ cơ hội để thăng quan tiến chức thì hãy xem ngay tử vi tháng 10 để biết mình có phải con giáp may mắn đó không nhé. Một là người tuổi Sửu. Một là người tuổi Sửu. Theo dõi tử vi khoa học, người tuổi Sửu trong tháng 10 dương lịch này quý nhân vượng, đi đâu cũng được người yêu kẻ mến, công việc nhờ thế mà nhiều phần thuận lợi. Quý nhân xuất hiện nâng đỡ vận trình nên bản mệnh không cần phải đi quá nhiều đường vòng vo, cũng giảm bớt được nhiều khó khăn có thể gặp phải trên con đường phía trước. Con giáp này biết lợi dụng các mối quan hệ sẵn có để tiến hành những kế hoạch trước đó của mình. Khoảng thời gian này, cát khí lan tràn là thời điểm tốt để thực hiện những công việc có tính quan trọng, đòi hỏi khả năng thành công cao. Nhờ những bước tiến đó mà tuổi Sửu được cấp trên chú ý, công nhận năng lực và có ý định cất nhắc bản mệnh lên vị trí cao hơn. Trong thời gian sắp tới, con giáp này nếu biết nắm bắt lấy cơ hội và phát huy hết sức của mình thì cơ hội chuyển mình không còn xa. Thời cơ để thăng quan tiến chức đã đến, đừng nên bỏ lỡ cơ hội. Hai là người tuổi Ngọ. Xem tử vi tháng 10 dương lịch, người tuổi Ngọ đang đứng trước rất nhiều cơ hội phát triển.
về công việc của mình, bản mệnh nếu có thể thực hiện được những mục tiêu đã đặt ra từ trước đó thì chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công. Con đường phía trước rộng mở hanh thông, bản mệnh làm gì cũng suôn sẻ và thuận lợi, mưu sự dễ thành. Điều này cũng là nhờ tuổi ngọ đã biết nhận rõ mục tiêu phía trước của mình, không để những chuyện ngoài lề làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, không để những cảm xúc bốc đồng phá hoại công sức mà của mình bỏ ra bấy lâu nay. Thậm chí vận khí của người tuổi ngọ tốt đến mức trong tháng này có cơ hội đầu tư kinh doanh mạo hiểm thì khả năng thành công vẫn rất cao. Đó không phải là do bản mệnh may mắn mà là nhờ sự nhạy bén thông tin, khả năng ứng biến linh hoạt của con giáp này đã được rèn luyện qua thời gian phát huy tốt mỗi khi cần. Trong tháng 10/2018, bản mệnh có thể thử sức mình ở những hạng mục lớn hơn, từ bồi dưỡng thêm kiến thức và kinh nghiệm, từ đó mở rộng quy mô làm việc, không bó buộc bản thân trong những hạn chế đang bị đặt ra nữa, tự tìm cho mình lối đi riêng. Người tuổi ngọ khai phá ra thêm nhiều không gian phát triển mới cho bản thân mình, đây là điều mà ai cũng mong muốn, nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn, đủ bản lĩnh để biến nó trở thành sự thực. Bạn có thể áp dụng phong thủy để thăng tiến không ngừng trên bước đường về công danh. 3 là người tuổi Dần. Theo dõi tử vi của tháng 12 con giáp, người tuổi Dần là một trong những con giáp có vận trình công danh sự nghiệp không ngừng thăng tiến. Trong khoảng thời gian này, tháng 10 tới là cát khí tới, vận trình đạt được những bước chuyển mình khá lớn theo hướng tích cực. Xem tử vi tháng 10, người tuổi Dần đang được nhiều người giúp sức, nhân duyên tốt, giúp cho con giáp này dễ dàng vượt qua những khó khăn trở ngại trước mắt mà không đánh mất quá nhiều thứ. Nếu có ý tưởng nào thì hãy mạnh dạn tiến hành, không phải bản mệnh không cần suy nghĩ gì cũng có thể thành công, mà cũng cần đến sự phân tích, đánh giá về tình hình trước mắt. Chỉ là khí vượng nên khả năng thành công của tuổi Dần cũng cao hơn mà thôi. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, nếu tuổi Dần có ý định tiến hành những dự định lớn hay quan trọng, có ý định mở rộng quy mô kinh doanh hay chuyển sang lĩnh vực mới thì hoàn toàn có thể yên tâm bước tiến trên con đường sự nghiệp phía trước cực kỳ hanh thông của mình nhé. Trên đây là những phần luận giải về lá số tử vi của kênh Kiến Thức. Vậy rất mong muốn các bạn hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè để chiêm nghiệm tử vi này. Chủ đề tiếp theo của các bạn thích là gì? Hãy bình luận cho Kiến Thức về lá số tử vi nhé, hoặc like đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất, nóng nhất của kênh Kiến Thức. Rất chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được những ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.